Thôi ngồi phải. Rồi. Chừng nào đi Canada? Ở đây cho sướng đi Canada làm gì? Lớn rồi mà còn mộng nước ngoài. Bên này anh bắt luôn cũng Trời ơi, mấy 30
cày đồ ra làm gì? Ừ. Học thấp nhất cũng phải 10-15 chứ làm gì có cái gì đâu, gì đâu, gì đại chứ anh đâu. Mấy cái 3 đến 5 anh làm gì tại chứ hả? Giật á mà nó mà là làm làm mà kiểu lâu vậy là bị con người hay bị cái con khác làm hết á. Không có, không có, anh nói sai rồi. Nên là không phải làm lẽ là phép phép cái là giọt mắt. Nói không, cái ông kêu chia sẻ nó lấy dụ gì không bắt vô mà không bắt vô. Mày bạn kêu, để tao mới giải thích được. Được, anh nói sai rồi. Dẫn chứ thực tế luôn. Chị tại vì em không hiểu hệ, tại vì em vô phú vốn nó Ngô Ngô Hoa Dương nữa, bớt nói bậy lên Ngô Hoa Dương. Ủa rồi cái này có thu trực tiếp vô? Có. Không, không thu trực tiếp luôn, nhầm gì đâu. Không có thu vốn vốn đâu. Không có vốn ngủ rồi, đâu còn gì nữa đâu. Mà biết gì nữa là bớt bớt quá giùm con ấy đủ má đầu đủ con là được tưởng là vậy nè bắt cái bên đỏ về hắt đi anh là tắt rồi cái con này nè diễn đây là phải chạy ra đây luôn đừng có lủi xuống lủi xuống cái con này mình không biết cứ ra đây mà hoài đó thì giờ chết đi con đó. Con đó là con lĩnh đầu sung mà. Lĩnh đầu sung nữa. Ủa mới mua cờ mới hả? Biết ông Lâm Sung hả? Lâm Sung á, lĩnh đầu sung đã hổ á. Mua cờ mới hả? Lâm Sung mà đã hổ vậy anh em. Đã hổ, Lâm Sung đi anh đã hổ. Mua cờ này là đâu? Lâm Sung mà đã hổ. Cắm binh. Của ai của Quỳnh hả? Của Quỳnh hả? Kêu bán cho nó cái này với cái này hả? Nè, đập mì gói đậu mì dục luôn. Đâu vậy? Mình mua trả tiền cho nó luôn đi. Trả tiền cho giáo không? Mua bộ hũ cao. Mua cho nó để bán. Bán tiền cho nó trong giáo hả? Hay là đưa cho Quỳnh? Cái gì? Đưa cho Quỳnh, đưa cho Quỳnh. Đưa cho ông giáo nhậu luôn. Cứ lấy ra luôn đi, mày mốt quay thứ gì đem mày ra cũng được. Kim Liên. Thương hiệu của mình bằng này. Ủa nó hỏi nó mua kiếp à. Mà em không bán em. Nó hỏi kiếp luôn á. Bán 2,5 đi. Em cứ bán 2,5 đi. Chắc em tính 200 gì, 100 lần giá gốc thì là cái 100 ngàn thôi. Còn không bán vốn luôn đi. Nó hỏi rồi có mấy thứ nó bán không rồi. Bán vốn luôn đi, bán vốn cho anh ta luôn đi. Ha. Anh vô. Ở đó. Cày hết, cày hết 6. Cất cái này cũng tốt trong. Cái gì nè? Lấy hỏi các bạn có bị điện giật không? Hay là lễ đương nhiên rồi. Cho cái trà đá này đi.
cái giải đổ có gặp đâu cả chúng ta hoàn thành làm chơi
Thank you.
người ta đang đọc comment bây giờ là sao? Đúng không? Biết rồi. Đồng ý. Rồi về ăn với ạ.
Đi bậy. Đúng rồi, nổ quên rồi. Mày chấp bác sĩ. Đi đâu cũng luôn. Thì quá. Mày con gì
mình lên mình dậy rồi vậy. Hello. Mấy rồi nè. Không. Không chơi cờ. Đi ba. Không ăn. 6:30 hả? Có gì cũng được. Cũng rảnh. Đây là. Trong này đẳng có đẳng luôn á.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không nhớ thì quay lại gì đâu. Còn hết xuôi. Còn hết xuôi mang cái chốt mà các bạn cũng cho quay lại. Luyện bệnh hả? Sao không dắt qua đây huấn luyện đi? Không được, thầy đưa cái kèo không có được, không hợp lý, biết sao? Nó nói giờ bên cờ tướng, bên công an cờ tướng bỏ ra 100.000, rồi bên đây chọn tuyển thủ yếu thôi, cỡ như ví dụ như cỡ như nhí đổ lại thôi, đóng ra 100.000, rồi quýnh rồi phải ghi biên bản này nọ, mà quýnh dưới thời gian là 1 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ người ta quýnh ăn, người ta lấy thua, người ta ấy ai mà bỏ công ra một buổi trời thà vậy nè. Ví dụ như ăn á, người ta được hưởng 100.000, thua người ta không tốn tiền á, người ta mới chơi. Tại mình huấn luyện cũng như là mình, y như là cái hơn cái đó thì phải bàn lại với bên công an.
Vậy nè, bên công an bỏ tiền ra hết. Không làm bỏ luôn. Quýnh ăn bao nhiêu, bên nào hắn lấy tiền, quýnh quýnh độ vậy? Không được, cái, nhưng mà bắt phải ghi biên bản này nọ rồi. Rồi anh nói cho em nghe nè, bây giờ kẻ thủ người ta cũng làm kiếm tiền ha. Tự nhiên ta bỏ ra một mấy tiếng hồ. Sao? Để người ta ngồi, người ta quýnh, thua người ta lấy ăn. Đâu quýnh trời, sức cái người quýnh độ quá vậy. Mà quýnh với công an á, là vậy đâu có hợp lý. Công an quýnh đồ nhỏ mà. Nhưng mà ai mà bỏ ra cả 1-2 tiếng hồ để mà ăn lấy thua lấy mà cờ phải được, cờ dở chứ cờ hay không được. Phải không? Hay nói chuyện không có hợp lý. Ít nhất là vậy nè. Bên kia, bên công an á, là phải bỏ ra cái kinh phí 100.000 ha. Rồi vận động viên quýnh á, nếu mà vận động viên ăn lấy thua, vận động viên không có lấy, vận động viên mất công thôi. Lý hơn quýnh là phải vàng. Người ta cũng chấp nhận người ta ghi bản, nhưng mà ví dụ như thua thì ta không mất tiền, ăn thì ta lấy thưởng cho ta 100.000 vậy nó mới đúng. Thầy phải nói, thầy cũng thấy, thầy cũng là thầy của những cái công an, vận động viên công an, thì thầy phân tích là bây giờ nếu như vậy cũng độ rồi, mà mình là công an mình đâu có làm được vậy, đúng không? Mình phải đưa ra cái phần thưởng để cho những vận động viên tập trung trở lại quýnh theo ý mình. Ăn thì thưởng cho ta, thua thì ta không mất gì hết. Nó thấy nó ấy hơn lúc đó rồi. Bên đây sẽ quay camera lên, đăng lên YouTube luôn. Đăng lên YouTube đó ha. Chạy được không? Được thì em mới kêu gọi được. Nó chưa bây giờ. Có như anh em nào đăng ký ăn thì anh em lấy, thua thì anh em không mất gì hết. Được không thầy? Trời ơi, mình đăng cấp người quay gì nữa quay cái nhân viên. Ồ, vậy thì con đi rồi. Nhìn có cái chuyện mà đó lắm. Sợ coi nè.